Minh Đường Tử Vi xin mến chào các quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý ông tuổi Giáp Thìn về tử vi năm 2023, chi tiết về các phương diện như là tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng trong năm 2023. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý ông tuổi Giáp Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt đẹp sẽ đến hay là không. Mời các quý ông cùng theo dõi nội dung chi tiết. Về tổng quan tử vi năm 2023 cho quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 là 60 tuổi âm lịch và 59 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành cho thấy, xét về thiên can, Giáp gặp năm Quý, chủ về bình hòa, cuộc sống không quá vất vả, có làm, có ăn, công việc cũng được bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng đủ tiêu xài. Xét về địa chi, Thìn gặp năm Mão, lục hại, xấu, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, công việc dễ có sự thay đổi, cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kéo lại bị tiểu nhân lừa gạt hoặc là lợi dụng. Xét về ngũ hành, quý ông tuổi Giáp Thìn, mệnh phú đăng hỏa, gặp năm Quý Mão, mệnh kim bạch kim, hỏa khắc với kim, xấu, chủ về làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, quý ông vẫn được mọi người giúp đỡ mà có được những thành công nhất định, sức khỏe trong năm có sự suy giảm đáng kể. Về mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy, quý ông tuổi Giáp Thìn bước sang năm Quý Mão 2023, chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn, hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay là triển khai các dự án góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại sẽ gặp nhiều bất lợi. Quý ông cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về sao chiếu mệnh, trong năm 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh và sao Vân Hớn chiếu mệnh chủ về bệnh tật, nam nhân, quan trường bất lợi. Quý ông tuổi Giáp Thìn gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh trở nên bảo thủ, không ưa đổi mới, dễ sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, lời nói ra khó nghe, nóng nảy, mồm miệng không giữ được nên dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mọi người xung quanh. Về vận hạn, trong năm 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn gặp hạn Thiên La, và khi gặp hạn Thiên La làm cho tâm lý thường xuyên bất ổn, suy nhược về cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đối gặp phải những căn bệnh kỳ quái, dù có điều trị nhưng cũng khó có thể khỏi được. Về vận niên năm 2023, chùa quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, và quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này gặp vận niên hộ nhập nội, có nghĩa là hộ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít có mồi thì mồi không ngon. Do vậy, nếu rơi vào vận niên này thì quý ông đừng nên làm gì mà bỏ ra nhiều công sức, tốn nhiều vốn, nhiều tiền của, nên chờ đợi thời cơ sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn về công ăn, việc làm vẫn giữ được sự ổn định, không có sự thay đổi nhiều đối với những người đang còn tại chức. Còn nếu như quý ông đã về hưu thì bản mệnh cũng có thể sẽ có được cuộc sống an nhàn, thoải mái, khi không còn phải vất vả chạy theo những ganh đua hay là cạnh tranh về lợi danh, quyền thế, cuộc sống diễn ra tương đối là bình ổn, không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Tuy nhiên, quý ông tuổi Giáp Thìn ở độ tuổi này, nếu như đang có dự định, ý định về hợp tác làm ăn, kinh doanh hay là mở mang thêm về công việc thì nên hạn chế, bởi năm này đang gặp năm Mão Thìn tương phá, chủ về khó khăn, vất vả, khó đạt được kết quả như ý muốn, và nếu như cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ rất dễ thua lỗ và dẫn tới thất bại. Đối với những người đang kinh doanh, buôn bán hay là tự thân làm chủ, công việc nên phát triển trên nền tảng cũ sẽ có nhiều thuận lợi,
không nên tính tới chuyện mở rộng hay là thay đổi nơi làm việc sẽ không tốt. Ngoài ra, sự tác động của sao Vân Hớn cũng sẽ gây ra nhiều bất trắc trong mối quan hệ về công tác. Quý ông tuổi Giáp Thìn cũng cần phải chú ý trong lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy về mồm miệng mà lại gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng phải kiện tụng lao lý. Nhìn chung, quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm Quý Mão 2023, công việc không có quá nhiều biến động nhưng cũng không quá khởi sắc, mọi thứ chỉ đạt ở mức bình ổn, phù hợp với tuổi của quý ông ở giai đoạn này. Và đặc biệt, trong năm 2023, Thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Điều này sẽ giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân ám hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý ông có được một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, về cơ bản có vận trình tài lộc ở mức bình bình, quý ông hãy cố gắng giữ nó ở vị trí ổn định. Và nếu như muốn đạt được nhiều thành quả hơn thì quý ông cũng cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Và quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này, tiền bạc trong năm đủ ăn, đủ tiêu, không phải chật vật để kiếm tiền nữa nhờ các khoản tích góp từ trước tới nay. Trong năm này, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, tài khí không quá vượng, trở nên tham lam, không thích hợp để xuất tiền đầu tư hay là làm ăn, kinh doanh bởi rất dễ gặp phải thất bại, nên biết vừa đủ, bằng lòng với những gì mà mình đang có, kẹo lại khoản tiền mà mình tích góp cả đời lại đội nón ra đi. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, vẫn có tài lộc nhưng chỉ mang tính tiểu cát, quý ông nên biết cải thiện bản thân mình, chịu khó, chăm chỉ làm việc để tăng thêm thu nhập tổng thể. Điều này sẽ giúp cho quý ông có được một năm tài lộc rủng rỉnh. Và quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này cũng nên lập ra những kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân, có được sự tích lũy, không bị thất thoát. Ở độ tuổi này, quý ông tuổi Giáp Thìn nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần phải tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong các lĩnh vực về tài chính, trong chuyện làm ăn, kinh doanh mới là sự khôn ngoan đúng đắn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý ông tuổi Giáp Thìn cũng không được lý tưởng cho lắm. Gia đạo có nhiều chuyện không được như ý, các thành viên đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mất vui. Sự tác động của các hung tinh, hàm tỳ, hoa cái làm cho mối quan hệ tình cảm của quý ông có sự giảm sút nghiêm trọng, có thể là vì sự nghiệp hay là bận rộn với công việc mà quý ông phớt lờ đi nửa kia của mình, và điều này sẽ khiến cho đối phương không hài lòng, mối quan hệ giữa vợ chồng cũng dễ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, tranh chấp. Năm này, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận trước sức mạnh của hung tinh và càng phải cần đề cao cảnh giác trong các vấn đề về gia đình. Đừng để cho sao hung tinh phá hoại hôn nhân, các mối quan hệ mà nhân duyên của mình đang có. Ngoài ra, quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này cũng nên chú ý kiểm soát tốt về cảm xúc của bản thân mình, tránh thái độ nóng nảy, nạt nộ con cái, bạn đời, khiến cho đối phương nản lòng, bất mãn, không nghe lời. Với những lời khuyên nhẹ nhàng, những lời động viên chia sẻ cùng nửa kia sẽ có tác động tốt hơn trong việc giữ gìn tình cảm gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Theo tử vi cho thấy, quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây.
do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, bệnh phù, kiếp sát, sự tác động của hạn thiên la làm cho sức khỏe của quý ông không được tốt hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, thậm chí mắc phải các bệnh kỳ quái, khó chữa, chữa mãi không khỏi. Trong năm này, có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo cho quý ông tuổi Giáp Thìn cần phải chú ý việc đi lại, tham gia giao thông, đề phòng họa huyết quang, các dạng tai nạn như là tai nạn về xe cộ, liều cây hoặc là bị vật nhọn đâm phải và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Ngoài ra, quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này cũng cần phải chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan tới tim mạch, huyết áp, nhất là vào các tháng, tháng 3, tháng 5, tháng 6 âm lịch. Đồng thời, cũng nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến cho ai đã sẵn bệnh nền rất dễ bị suy sụp. Quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này cũng nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện ra tình trạng bệnh tật và chữa trị sớm. Đừng có vì quá tham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của bản thân mình. Và để nâng cao được sức đề kháng, quý ông tuổi Giáp Thìn cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Việc giải tỏa về tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho quý ông ở độ tuổi này nữa. Và đặc biệt, Thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỳ tà, hóa sát, đem lại nhiều may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Và để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Ngày giờ xuất hành tuổi sông đất cho quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023. Số của quý ông tuổi Giáp Thìn hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Quý ông cứ thế xuất hành, làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay là phát triển về sự nghiệp sẽ gặp được nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch chủ nhật là ngày 22 tháng 1 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn là giờ Canh Thìn từ 7 giờ tới 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay là khởi cầu về công danh, tài lộc. Và nếu như xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày. Hướng xuất hành tốt gồm hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch là thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Giáp Thìn xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Về tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi, lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi gia chủ tuổi Giáp Thìn, điều này sẽ mang tới sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Và người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họa càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều. Cần phải kiêng kỵ những người nhà đang có tang hoặc là phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Về tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023,
là tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Điều này được lý giải như sau: quý ông tuổi Giáp Thìn có mệnh phúc đăng hỏa, gặp tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ tương sinh rất tốt. Thìn can giáp gặp năm Kỷ tương sinh rất tốt. Địa chi Thìn gặp năm Dậu lục hợp tốt, cung Thìn y mệnh của năm tương sinh rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm Quý Mão 2023 cũng có thể chọn tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 để xông đất. Quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lầu, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn gặp tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Năm này là năm Mão, cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn gặp phải tam tai năm thứ hai. Hạn hoàng ốc năm 2023, trong năm này quý ông tuổi Giáp Thìn sẽ phạm hạn hoàng ốc, lục hoàng ốc. Đây là một cung xấu, xây nhà trong năm này sẽ khiến cho gia chủ không thành công, công danh, sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu tới tương lai và các thành viên trong gia đình. Về kim lâu, quý ông tuổi Giáp Thìn phạm kim lâu tử, và nếu như trong năm này quý ông làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái hay bị đau ốm liên miên, khó nuôi dạy. Thái tuế trong năm 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm này phạm hại thái tuế, nên hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không nên tới những nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành các chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay là bảo đảm cho người khác, hay là giúp bạn bè đứng ra bảo đảm để vay mượn về tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý ông vướng phải nhiều phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể là bị họa đau thương hay là vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Về trạch tuổi trong năm 2023, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, theo hệ thống cựu trạch niên vận, thì quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, năm Quý Mão 2023, gặp trạch quỷ là một trong năm trạch xấu, gồm trạch bại, trạch hư, trạch khóc, trạch quỷ và trạch tử. Trạch quỷ là trạch xấu, bởi quý ông không trong năm này không nên mua xia, xây cất hoặc là sửa nhà hoặc là làm các công việc trọng đại sẽ không có lợi. Trong năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cần phải đặc biệt chú ý tới hạn Thiên La và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm Quý Mão 2023. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Và người nào gặp phải hạn Thiên La thì cần phải đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thuê, mọi việc cần phải nhẫn nhịn để gia đạo có được sự bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay là ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, không may chuyện bé xé ra to, lục đục hôn nhân khó hàn gắn. Song đố cần phải bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu. Về tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thì tình cảm các mối quan hệ không được ổn định, nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến cho chuyện bé xé ra to, nếu như hai người không giữ được sự bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Về tâm lý, khi gặp phải hạn Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó cũng gặp phải những căn bệnh kỳ quái, điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn, bệnh này chủ về tinh thần, các chứng bệnh trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu đi sự tập trung, đặc biệt là nửa người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần phải đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm Quý Mão 2023. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm, tâm lý. Để hóa giải được hạn này, quý ông tuổi Giáp Thìn cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình.
Thứ nhất là về sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi, đau nhức, những căn bệnh kỳ quái, đặc biệt là điều trị tiêu hao nhiều tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, có chế độ ăn uống hợp lý, xong đó hãy kết hợp với những việc rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như là rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Thứ hai, về tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn trọng trong từng hành động, lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng có vì ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to, gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc là mẹ. Thứ ba là về tâm lý, để cải thiện được vấn đề này, khi gia chủ gặp phải hạn thiên la, cần phải bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó là hãy tìm người để tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất chứa quá nhiều ấm ức ở trong lòng, điều này chỉ khiến cho tâm trạng ngày càng trở nên trầm trọng, dẫn đến các căn bệnh kỳ quái như là trầm cảm mà thôi. Quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần phải chú ý tới sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sự tác động của sao Vân Hớn đối với quý ông tuổi Giáp Thìn trong năm 2023. Sao Vân Hớn hay còn gọi là sao Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu niên hạn, sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Người gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ, không ưa đổi mới, vì vậy dễ sa vào các giấy tờ, vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với những người xung quanh. Làm ăn, buôn bán ở mức trung bình, cần phải cố gắng nhiều hơn thì mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật, đau ốm, nam thì gặp họa tai tinh, bất lợi. Tuy nhiên, sao Vân Hớn vẫn tương đối là lành, không gây hại quá nhiều tới công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Và từ xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp phải sao xấu hay là sao tốt, thì cũng nên làm lễ để hóa giải nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh cho nên cần phải làm lễ để giải hạn, để cho tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được những rủi ro và gặp nhiều may mắn tới với mình. Theo các chuyên gia về phong thủy, thời gian cũng sao giải hạn Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng vin, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Vân Hớn đăng vin hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch. Cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao này. Về vận trình từng tháng âm lịch cho quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Quý Mão 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý ông tuổi Giáp Thìn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, vui xuân, đoàn tụ bên gia đình. Quý ông cũng nên cẩn trọng về sức khỏe để không chuyển biến xấu. Tháng đầu tiên của năm mới, quý ông khó tránh khỏi những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân, cần phải chú ý tới chế độ ăn uống, điều khiển phương tiện giao thông để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe ngay từ tháng đầu tiên của năm mới. Về vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý ông tuổi Giáp Thìn gặp nhiều áp lực, công việc không được tốt cho lắm. Và ở độ tuổi này, quý ông cũng cần phải khiêm tốn, không nên quá phô trương thể hiện mình, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với những người đang làm công ăn lương. Càng muốn chứng tỏ bản thân mình thì khả năng thất bại lại càng cao. Trong tháng này, quý ông tuổi Giáp Thìn cũng cần phải chú ý đề phòng họa tiểu nhân liên quan tới vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng không tốt tới công việc, danh tiếng của bản thân mình nữa, quý ông tuổi Giáp Thìn nhé.
Về vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch này do bị ảnh hưởng của các hung tinh làm cho tinh thần của quý ông không được tốt cho lắm, dễ mắc các bệnh như là trầm cảm hoặc là suy sụp về tinh thần. Với một số người có thể chất không được tốt thì tinh thần trong tháng này lại càng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, trong tháng này là tháng Thìn, tháng Thái tuế án ngữ, cho nên về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Giáp Thìn cũng không được tốt cho lắm. Gia đình có sự bất hòa, xích mích, quý ông nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của bản thân mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia. Điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng này cũng nên điều chỉnh lại bản thân mình, đừng để cho những cảm xúc không tốt ảnh hưởng tới vận thế và tài vận của mình trong cả năm. Về vận trình tháng 4 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng 4 âm lịch này, quý ông tuổi Giáp Thìn lại có được sự bình ổn trong vận trình của mình. Sự nghiệp tương đối là ổn định nhờ có được các tinh là Thái Dương chiếu mệnh, công việc được thuận lợi, không có bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán cũng có được một tháng tương đối là tốt lành, hàng hóa bán ra tới tấp, khách hàng nườm nượp ra vào, quý ông cũng nên siêng năng, chăm chỉ hơn để tranh thủ tích góp tài lộc cho mình. Nhưng về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng này cũng không được lý tưởng cho lắm, quý ông cũng cần phải chú ý tới chế độ ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh như là bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về dạ dày. Về vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng 5 âm lịch này, quý ông tuổi Giáp Thìn có vận trình không mấy khả quan. Công việc kinh doanh, buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt là đối với những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính thì lại cần phải tỉnh táo và cẩn trọng hơn. Trong tháng này, không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay là ký kết những hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo liên quan tới pháp luật nữa. Sức khỏe của quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng này cũng không được tốt, quý ông cũng cần phải chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi sao cho phù hợp. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Và bước sang tháng 6 âm lịch này, công việc của quý ông tuổi Giáp Thìn có phần chững lại. Quý ông đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ gây ra nhiều trở ngại cho công việc kinh doanh, buôn bán, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư những phi vụ lớn hay là mang tính chất mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có. Người làm ở văn phòng trong tháng này thì công việc cũng không được mấy thuận lợi, tiểu nhân quấy phá, cấp trên nhắc nhở, quý ông cũng cần phải điều chỉnh lại bản thân nên tập trung hơn cho công việc của mình. Về sức khỏe, quý ông trong tháng này có thể sẽ gặp phải hỏa huyết quang, tai nạn bất ngờ, có thể sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác, cho nên quý ông cũng cần phải cẩn trọng với các vật sắc nhọn như là dao kéo, kéo lại bị đứt tay, bỏng tay, thậm chí là khi đi đường, hạn chế những nơi nguy hiểm. Những người có tay nghề, những người mà làm các ngành nghề nguy hiểm nên bảo hộ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Về vận trình tháng 7 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng 7 âm lịch này, quý ông tuổi Giáp Thìn lại đang có được sự trợ giúp của các tinh là Thanh Long, Lưu Hà trợ mệnh, giúp cho quý ông có được nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp của mình. Tháng này là tháng canh thân, cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn đang có được sự bao bọc bởi ngũ hành tam hợp thân tí thìn trợ mệnh. Công việc của quý ông có được sự hanh thông, thuận lợi, quý ông cũng rất may mắn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, tháo gỡ được những khó khăn, khúc mắc mà quý ông đang gặp phải, cũng như là có được những định hướng thích hợp cho tương lai của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp, dù có bận rộn nhưng quý ông bỏ ra bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu thành quả về cho mình. Sức khỏe trong tháng này của quý ông tuổi Giáp Thìn cơ bản cũng được ổn định. Về vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý ông tuổi Giáp Thìn có vận trình tài lộc
tương đối là khởi sắc, thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá trong tháng này. Với kinh nghiệm trong xử lý công việc đạt được hiệu quả tốt, quý ông tuổi Giáp Thìn được mọi người nể trọng, cấp trên đánh giá cao, và tháng này quý ông nên tập trung phát triển hơn nữa công việc hay là sự nghiệp của mình trên nền tảng cũ, hoặc là những công việc đã quen thuộc sẽ thu được thành quả lớn lao. Tháng này tài lộc của quý ông tuổi Giáp Thìn tương đối là tốt, nhưng quý ông cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ bị hao tài. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tài vận của quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng 9 âm lịch này lại không được mấy khả quan. Ham muốn tiêu dùng, một số người sẽ tăng lên, quý ông tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể là cần hay là không cần. Chỉ cần gặp phải là tiếp tục mua những thứ mình thích, điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt tương đối là lớn. Đây cũng là tháng tuất, tháng xung của tuổi bốn mạng, cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn gặp nhiều trở ngại, cần phải cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân, chú ý trong lời ăn tiếng nói, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bản thân mình. Tháng này cũng không thích hợp để cho quý ông tuổi Giáp Thìn thực hiện những công việc trọng đại. Nếu không, rất dễ gặp phải những rắc rối. Tử vi khuyên quý ông tuổi Giáp Thìn hãy luôn biết giữ mình trong mọi việc sẽ tốt hơn, đánh diêu dúa gặp bão, khơi mào sự việc sẽ không có lợi cho mình trong thời điểm này. Ngoài ra, quý ông tuổi Giáp Thìn trong tháng này cũng nên chú ý về bản thân mình, dễ gặp phải các dạng tai nạn như là tai nạn về xe cộ, té ngã, đừng có lái xe khi đang say rượu hoặc là đang trong tình trạng mệt mỏi quý ông nhé. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 10 âm lịch này cho thấy vận trình của quý ông tương đối là lạc quan, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc tương đối là dễ dàng, quý ông có nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân của mình. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện. Thông qua giao tiếp hàng ngày, quý ông tuổi Giáp Thìn có thể sẽ tạo nên được những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Điều này cũng sẽ giúp cho quý ông hàn gắn được những xích mích trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia của mình nữa. Với những người đang kinh doanh, buôn bán, trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao của quý ông cũng không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Trong tháng này, khối lượng công việc của quý ông tuổi Giáp Thìn tăng lên một cách đáng kể. Người làm công ăn lương dù gặp phải không ít áp lực, nhưng công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, quý ông cứ thế mà phát huy. Dần về cuối năm, các hung tinh cũng sẽ suy yếu, cho nên vận trình của quý ông tuổi Giáp Thìn được chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, các hạng mục đầu tư cũng cho thu về kết quả khả quan. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ của quý ông trong tháng này đều có được sự tăng trưởng thích hợp, giúp cho quý ông có được lợi tức từ việc quản lý về tài chính, cũng có được sự tích lũy tiền bạc một cách đáng kể cho mình nữa. Về vận trình tháng 12 âm lịch năm 2023 đối với quý ông tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý ông tuổi Giáp Thìn không còn duy trì được như tháng trước. Cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi tác động gây ra nhiều rối rắm. Thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn quý ông sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả công việc nhà cũng chất đống lên, thậm chí quý ông phải làm việc thêm giờ, mang việc về nhà, điều này sẽ gây ra nhiều áp lực cho quý ông. Và đây là tháng cuối cùng của năm Quý Mão, cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn cũng cần phải chuẩn bị về tinh thần, các phương pháp tốt để ứng phó, để không ảnh hưởng tới vận trình tổng thể cả năm. Và khi gặp phải những khó khăn, quý ông cũng nên đề nghị có người giúp đỡ để xử lý công việc sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người, kéo lại bị cấp trên nhắc nhở. Việc kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng tương đối là vất vả, nhưng tiền bạc thu về cũng không ít, tạo động lực cho quý ông cố gắng hơn nữa. Tháng này không thích hợp cho việc đầu tư về tài chính, chứng khoán hay là chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, cho nên quý ông tuổi Giáp Thìn cũng cần phải tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác.
Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, đối với quý ông tuổi Giáp Thìn tương đối là bận rộn, áp lực và tài lộc cũng không ít nguồn thu. Nhiều người sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ hậu hĩnh giúp cho quý ông đón Tết chung vui bên gia đình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm mới sắp tới của mình. Chúc quý ông tuổi Giáp Thìn có được một năm may mắn, hạnh phúc, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.